Trong thực tế cuộc sống, việc bạn ở bên cạnh ai thật sự rất quan trọng, thậm chí có thể thay đổi quỹ đạo phát triển của bạn, quyết định thành bại cuộc đời của bạn. Bạn ở chung với người như thế nào thì bạn sẽ như thế đó. Ở cùng với người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Ở cùng với người tích cực, bạn sẽ không chán nản. Đồng hành cùng người có trí tuệ, bạn sẽ không giống như bình thường. Làm bạn với cao nhân, bạn có thể leo đến nơi cao nhất. Các nhà khoa học thông qua nghiên cứu đã chứng minh được rằng con người là động vật duy nhất có thể tiếp thụ những biểu hiện. Biểu hiện tích cực tạo ra ảnh hưởng tốt cho sinh lý cũng như tâm trạng của con người, kích phát tiềm năng bên trong con người, kích phát những khả năng đặc biệt của sinh mệnh, khiến người ta dám nghĩ, dám làm, thúc đẩy họ thăng tiến. Vì vậy nên sống bên cạnh người tích cực. Ngược lại, nếu tiếp thu những biểu hiện tiêu cực, chúng sẽ vô tri vô giác lấy đi ước mơ của bạn, làm cho bạn dần chán nản, trở thành người tầm thường. Người tích cực tựa như ánh mặt trời, chiếu đâu là sáng đó. Người tiêu cực tựa như ánh mặt trăng, độ sáng mỗi ngày mỗi khác. Thái độ quyết định tất cả, còn tính cách quyết định số phận. Thái độ nào thì tương lai nấy, tính cách như thế nào thì cuộc đời như thế ấy. Vì thế, bạn nên yêu những thứ cho bạn năng lượng đích thực, tìm những người bạn có thể cho bạn năng lượng để hợp tác. Bạn muốn hạnh phúc thì hãy đi tìm một người có thể cảm nhận được hạnh phúc. Đừng tìm một người không có cảm xúc, không có lòng đam mê trong cuộc sống và công việc. Những người như thế, họ chỉ suốt ngày ở nhà than thở phàn nàn với bạn, sống một cách yếu ớt không sức lực, chỉ mở tivi bật hết kênh này đến kênh khác. Giống như ngoài tivi ra, họ không còn cách nào để giải trí. Người có khả năng chính diện, người có năng lượng chính diện, luôn tràn đầy sức sống với mọi việc, luôn muốn thử nghiệm bất cứ điều gì mới mẻ. Họ sẽ dẫn bạn đến một nhà hàng mới khai trương, dẫn bạn đi xem những bộ phim nổi tiếng, đi xem những tiết mục âm nhạc mới, cùng bạn đi du lịch đến những thành phố thật xa. Bạn sẽ thấy rằng thế giới thật rộng lớn, thật đáng dùng hết một đời để trải nghiệm, khám phá. Không nên tìm một người không thể cho bạn cảm giác an toàn để sống cùng. Họ luôn ở trong vòng luẩn quẩn của bất hạnh, luôn lo nghĩ về những tai vạ sẽ xảy ra trong tương lai. Người có năng lượng chính diện, luôn vui vẻ với cuộc sống, luôn tin vào bản thân mình. Họ biết rằng cuộc sống chính là buồn vui lẫn lộn. Vì thế họ đã học được cách thản nhiên đối mặt. Khi phiền nhiễu đến, họ sẽ dùng lý trí để quyết định. Họ có thể xác định chính xác rằng mình là ai, mình đang ở vị trí nào. Họ hiểu được bản thân, không hạ thấp mình cũng như không thổi phồng chính mình. Biết được khi nào cần tự lập, khi nào cần sự giúp đỡ. Người có năng lượng chính diện sẽ khiến bạn trở nên tích cực. Người có năng lượng chính diện, có trí tuệ lớn, họ có thể phân biệt được trắng đen phải trái một cách rõ ràng. Họ sẽ không đi chệch hướng trên con đường cuộc đời của mình, sẽ không như nước chảy bèo trôi, mất đi phương hướng. Họ biết được nguyên lý vận hành của thế giới, biết rõ con người đều có ưu, có khuyết. Vậy nên họ sẽ đưa ra cho bạn một kiến nghị đúng trọng tâm mà bạn đang cần. Một lời khuyên có nguyên tắc, có chủ kiến và có thể nghe được. Đời người là một quá trình lựa chọn. Lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời là lựa chọn ở bên cạnh những ai. Chọn ai để cộng tác, chọn ai để kết bạn, kết hôn với ai, chọn ai để học tập, vân vân. Việc bạn sống cùng ai sẽ quyết định tương lai của bạn. Bạn sống cùng ai là do bạn quyết định. Vậy nên hãy nhìn thật kỹ, dụng tâm tìm kiếm. Có thể gặp được ba loại người này chính là may mắn của cuộc đời bạn. Đó chính là khi đi học gặp được thầy giáo giỏi, khi làm việc gặp được người thợ cả giỏi, khi lập gia đình gặp được người bạn đồng hành lý tưởng. Có một câu nói rất hay, điều quan trọng không phải bạn là ai, mà chính là bạn ở bên cạnh ai. Chim ưng mà ở lâu trong ổ gà sẽ mất đi bản lĩnh bay lượn, cũng như ở bên những người tiêu cực sẽ khiến bạn thiếu đi áp lực để hướng lên. Nếu muốn giống như chim ưng bay lượn tự do trên bầu trời, thì bạn phải bay cùng với chim ưng. Nếu bạn muốn thông minh, thì bạn phải ở cạnh những người thông minh, bạn mới có thể nhìn xa trông rộng. Nếu bạn muốn xuất sắc, thì bạn phải ở bên những người xuất sắc, bạn mới có thể nổi bật. Cuối cùng hãy nhớ, đọc sách hay, gặp cao nhân chính là hai may mắn nhất trong cuộc đời.